Mày chưa? Mày chưa? Mày rồi. Mày rồi. Rồi. Hôm nay mình làm thịt kho tàu, tại vì gần Tết đến nơi rồi, bữa nay bắt đầu có một số nhà họ bắt đầu họ làm cái món này rồi. À, cái nhà mình làm cái lục cũ, mình kiểm tra để tránh cái tiếng cái hình. Mình nghe tiếng rõ không? Nghe hình tốt không? Tức là đường truyền nó sẽ tốt. Khi mà tiếng hình tốt, đường truyền tốt thì vẫn bắt đầu tránh sẽ là gì? Kiểm tra mình tránh. Nghe được mà. Hello. Hello, hello, hello. Mình kiểm tra mình tránh đi. Tiếng hình tốt không ạ? Hello. Bao nhiêu người coi? Hai mấy người. Ok. Gì được. Hello. Người nói tốt không? Ok. Rồi. Bữa nay mình sẽ làm cái món thịt kho tàu hay mình còn gọi thịt kho trứng. Thì thật ra cái món này mình đừng có nghe chữ thịt kho tàu của mình nói nó cũng người Hoa nha, cái món này nó cũng người Việt. Tại cái món thứ nhất là món này nó sẽ nước mắm. Thứ hai nữa là nước dừa. Nước dừa mình đâu rồi không? Cái dừa mình để tụi bán hàng. Em thấy dừa, mấy nhiên, thấy dừa. Rồi, chánh sẽ em cho một lấy cái dừa. Đủ không? Còn đủ không? Chắc đủ. Không, còn gì xem thôi. Ừ, good, càng good. Rồi, bây giờ chánh sẽ đợi xíu, xong quay nguyên liệu. Chánh đợi mọi người coi đủ xíu, chánh bắt đầu chánh quay ha. Ok. Chưa? Thăm thăm chưa? Ừ, 70 người coi rồi đó. Ok, được 70 người coi rồi. Thôi đấy, rồi, bây giờ mình sẽ là gì mà cái món thịt kho tàu này á, mình hay nói là cái món của người Hoa hay cái từ tàu không phải đâu nha. Cái thịt kho tàu có nghĩa là thịt kho lạc. Cái món này thường thường nó xuất phát từ miền Nam của mình. À, thật ra đó, chỉ có người miền Nam thì họ mới kho với nước dừa này nọ thôi. À, bữa nay chánh sẽ chia sẻ các bạn làm cái món thịt kho tàu mà chánh sẽ chia sẻ hết mấy cái gì mà chánh biết về cái này và bao nhiêu năm qua chánh kho. Đầu tiên á là về cái thịt heo. Thịt kho tàu nó có thịt heo á, thì cái thịt heo mà mình có quyền mình xài cái loại thịt khác nha, chánh không có ý kiến gì coi. Nhưng mà ok, với cái suy nghĩ của chánh á thì mình nên xài cái thịt ba chỉ gút sườn khi mà mình xài méo ra thôi. Nhìn màn hình hay là nhìn chỗ khác. Ok, khi mà mình xài ba chỉ gút sườn á thì cái miếng thịt của mình á nó vừa có một cái phần mỡ, chánh mở cho coi nè, ra như vậy nó vừa có một phần mỡ, nó vừa có một phần mỡ nè, nó vừa có phần thịt và nó có phần mỡ thịt da. Thì khi mà mình làm như vậy cái miếng thịt của mình á nó rất là ngon, thứ nhất là nó có độ mềm, nó không có bị dai. Còn nếu mà một số chị em á mình xài bằng cái thịt vai á, thịt vai thì nó bị khô. Nếu mà mình kho mà thịt vai á thì nó bị khô. Một số người kho bằng thịt đùi, mình kho bằng thịt đùi á thì nó bị dai. Cho nên nếu mà mình muốn cái miếng thịt của mình mà nó mềm mềm á mà mình ăn mà nó vẫn còn cái cảm giác ăn á thì mình nên kho bằng thịt ba chỉ gút sườn. Nhưng mà cái ba chỉ gút sườn nó có một cái khuyết điểm, có nghĩa là nó do nó có xen kẽ cái mỡ cái thịt, cái da mỡ thịt da như vậy á, cho nên cái miếng thịt cái kết cấu của nó sẽ không được chắc và cái phần da này á nó sẽ hơi mềm. Khi mà nó mềm quá thì mình kho thời gian nó sẽ bị nhũn ra. Thì bây giờ chánh sẽ xử lý cái phần da trước, rất là dễ. Chánh sẽ dần chánh bật cái bếp đợi xíu, bật ga lên. Chánh bật ga lên ha, đây là mở chánh xíu này. Chánh sẽ dùng một cái chảo như thế này, mình rất là đơn giản, mình không có cần phải làm gì cầu kỳ phức tạp á. Chánh cho cả cái mặt da này đi vào trong này. Cái động tác này của chánh á làm để giữ cái da của miếng thịt lại, để cho nó chết cái da đi. Có nghĩa là cái da khi mà nó bị chết đi như vậy á thì nó sẽ đúng một quá trình kho lâu á, nó sẽ không bị nát cái da của mình ra. Xin nước ha. Rồi đấy.
chút. À, mình chỉ cần mình đẩy vài giây thôi để cho miếng da nó bị rồi cho nổi miếng nước vô nè. Rồi mình nấu xíu để cho cái da của nó bị chết vào cái da phần da của nó đi. Cái chảo nó lại nó phải xài cái chảo không dính, cái chảo này nó dính dữ quá. Dữ thần. Rồi, bây giờ mình làm cái động tác đơn giản là mình lột sơ nó. Đây, chánh lật lại cái nè. Được không? Để cho nó ra bớt cái chất dơ của nó nè. Lột nhanh thôi nha. Lột nhanh cái miếng thịt thôi, mình không cần phải lột lâu. Rồi, tránh cho cái này tắt bếp. Rồi, đợi chút. Chúng dùng cái khăn như thế này. Kem ra, đi theo anh. Rồi, chúng sẽ cho nó vô nước. Vô nó lạnh á. Rửa thôi. Thì mấy cái bọn da này nọ, mấy cái bọn dơ này nọ nó sẽ ra trong quá trình này. Cái ghét nhất là nấu bằng cái bếp này, nó bằng bếp ga. Rồi mình chùi cái này, thôi cái, nó xong. Ai mà kỹ hơn á, thì mình áp chảo da cho nó kỹ hơn thì nó sẽ. Chỉ như khi mà mình áp chảo kỹ hơn thì cái da nó sẽ căng lại rất là nhiều. Rồi, em để cái nồi ở đây lại vị trí cũ. Được không? Rồi, bây giờ mình quay lại cái vấn đề của mình. Ở đây chánh có một miếng thịt. Thì cả nhà mình cứ nhớ cái công thức của chánh. Công thức của chánh làm cho nó ổn định luôn. Nó dễ. Nửa cái thịt này, mình nhớ không? Nửa cái thịt này mình dùm lên mình cho mình chánh nửa cái thịt nha. Mình cho mình chánh 40g nước mắm, 20g đường. Một cái thịt thì 80g nước mắm, 40g đường. Vậy bây giờ mình làm cái gì trước? Bây giờ đó mình sẽ ướp đường vô cái này trước. Thì cả nhà mình chỉ việc mình cắt nó ra thôi. Sẽ lấy mình vào ha. Mình cắt cái miếng thịt này đó, nó ra một cái phần vừa ăn với mình. Thì để tiết kiệm thời gian cho cả nhà thì chánh đã cắt sẵn nửa cái thịt ở đây rồi. Ha. Cái thịt này chánh đã cắt rồi, đây nè. Nhưng mà cái phần này là cái phần chánh không chần nước sôi. Nhà mình thấy không? Chúng ta cắt sẵn ra những cái miếng vừa ăn như thế này. Nước dừa thank you. Giờ chúng sẽ cho 20g đường vô trong này. Chúng làm nhiều cái phương pháp cho cả nhà mình coi. Mình có thể tự chọn cái cách làm của mình. Cái cách mà mình cho đường trước như vậy á, nó sẽ giữ cái miếng thịt của mình đó, nó trong lại và nó giữ cái mỡ thịt đó nó không có rờ ra dưới phần thịt. Nghĩa là mỡ nó sẽ giữ. Cái món đặc biệt của cái món thịt kho tàu này á, có nghĩa là mình kho rất là nhiều ngày và mình ăn rất là lâu, cho nên đó là mình đừng có nêm nước mắm nhiều quá. Nước mắm cho nên dùng lại nước mắm 20 đến 30 độ đạm, mình đừng có dùng nước mắm 40 độ đạm, mình kho lại không còn ngon nữa. Mà nước mắm mặn quá thì cái mùi lại hôi. Mình nhớ nha. Nè, cả nhà mình trộn cái miếng thịt đều đường như vậy và mình ướp cái này nửa tiếng cho chín này. Mình ướp cái miếng thịt mà có trộn đường như vậy nửa tiếng một chấm. Nếu mà ai mà có thời gian á thì mình ướp cái này cho đến một tiếng. Thì khi mà mình ướp lâu như vậy á, cái mỡ nó sẽ bám xung quanh cái thịt, nó làm cho cái đường nó bám xung quanh thịt, nó làm cho cái miếng mỡ trong lên. Và có một điều nữa là nó sẽ làm cho cái miếng thịt của mình á, mai mốt mà mình kho lâu á, cái da cái phần thịt nó sẽ dính lại với nhau, nó không có bị rời ra. Cho nó làm sẵn một cái phần ướp nửa tiếng luôn rồi. Giờ tiện lợi ha. Làm sẵn cho cả nhà mình coi cái phần chúng ta ướp nửa tiếng với lại đường mình coi nè. Cái này nó đổ ra. Camera vô đây. Nè, cái này nó đổ ra. Nè cả nhà coi chúng ta ướp thì mình thấy cái mỡ của nó trong lên nè. Mình thấy cái thịt mỡ của nó trong lên, thấy chưa? Mình ướp với đường, chúng ta ướp với đường. Y chang luôn, nửa cái thịt là chúng ta cho 20g đường, đơn giản kinh khủng. Bây giờ đây chúng có hành tím.
Chánh sẽ cắt hành tím ra. Ở đây Chánh có 100g hành tím. Nếu mà ở nhà mình thích thì các bạn có thể xài nhiều hơn, còn nếu mà không thích thì có thể xài còn 50g cũng được. Chánh sẽ chèm 100g hành tím. Chánh cắt nó ra sơ sơ thôi, hồi Chánh sẽ dùng cái máy xay, Chánh xay. Bao nhiêu người coi? Mấy chị em đang coi clip, xe ra dùm cho Chánh. Bữa nay Chánh sẽ tung chiêu ra để mình có nồi thịt kho trứng. Mình còn rất là nhiều mấy cái mẹo nhỏ nhỏ trong suốt quá trình mình kho, rồi mình để dành, rồi mình bảo quản như thế nào, Chánh sẽ chỉ hết luôn. Chánh có hành tím, Chánh không xài tỏi trong trường hợp này. Mấy chị thích xài tỏi mình nghĩ cứ xài, nhưng mà Chánh không thích xài. Chánh không muốn cái nước nó lẫn tỏi, xong rồi cái lượng tỏi mình không kiểm soát được. Khi mà mình hâm nó lại ngấm cái nước tỏi vô trong trứng, thì cái tỏi cái trứng nó ăn nó không tốt. Nó chỉ có một lượng nhỏ thôi, ăn tỏi trứng nhiều quá nó không có tiêu hóa. Chánh sẽ xài hành tím, ai đừng nói hành tím là sao, Chánh không xài nhiều quá nha, không có đâu. Cái xác hành tím mình Chánh không bỏ. Cái xác hành tím Chánh sẽ giữ lại. Chánh sẽ xài một cái máy. Chánh sẽ xài một cái máy xay của Tupperware. Chánh bỏ vô. Bỏ cái cây vô trước. Sao bỏ vô? Đúng không? Vậy đúng không? Ok là được ha. Chánh sẽ cho hành vô cái máy xay. Ở nhà mấy chị có cái máy xay sinh tố mini mà xay nhuyễn, mình cứ xay. Còn nếu mà mình muốn khóc lóc chơi thì mình cứ gì mình cắt hành được, rồi mình khóc lóc chơi, tại vì cắt nó rất là cay mắt. Đây nè. Rất đơn giản. Chúng có hành tím xay, được chưa? Bây giờ Chánh sẽ để cái này qua, Chánh sẽ có một cái khăn. Chánh có cái khăn như thế này, Chánh sẽ cho toàn bộ hành tím vào đây. Chúng có 100g hành tím, nhà nhớ nha. Mấy chị thích, không thích thì cho 50g thôi. Nhưng mà Chánh, mình cứ tự tin đi là cái món này mình bỏ hành tím vô như vậy nó sẽ không nồng đâu. Đây, Chánh sẽ chụm lại. Chánh lấy một cái màng giấy á. Nè. Mình làm gì? Dắt cái nước. Mình chỉ dắt cái nước nha. Cái xác hành này mình đừng bỏ. Xác hành mình sẽ xài cho mục đích khác. Ok. Mình sẽ có lượng nước hành như vậy. Chánh rửa tay cái này. À, cắt siêu hành, thốn luôn, để nước hành ha. Đây là thịt đã từng ướp nước đường, ướp với 20g đường, nửa cái thịt đã ướp 20g đường rồi. Chánh sẽ cho nước hành vô như thế này, chỉ lấy nước hành thôi, được không? Mình trộn lên, đây, tay đây, trộn lên. Đừng ai hỏi sao mang vào tay nha, Chánh nấu ăn gia đình. Chánh trộn nước hành lên như thế này, được chưa? Và Chánh cho luôn 40g nước mắm. Nửa cái thịt Chánh sẽ cho 40g nước mắm nha, 20g đường, 40g nước mắm. Nước mắm đó là nước mắm 25-30 độ đạm, được không? Nếu mà mình thích mình có thể xài nước mắm xịn, nhưng mà Chánh khuyến cáo mình đừng nên xài nước mắm xịn quá. Nước mắm 20-30 độ đạm là vừa đẹp, nước mắm độ đạm ít quá hẻm lại mặn. Mình ướp cái này dùng cho Chánh nửa tiếng đồng hồ tới 1 tiếng, được không? Camera zoom ra. Bây giờ mình tới phần làm cái trứng. Bây giờ mình tới phần luộc trứng thì ở đây Chánh có một cái nồi nước sôi. Chánh đây sẵn một cái nồi nước sôi ở đây nè. Đây nước sôi nè, Chánh sẽ cho một chút xíu giấm vô trong này. Mình cho giấm để làm gì biết không? Để mình lột cái vỏ trứng cho nó dễ. Ở đây Chánh có trứng vịt không? Trứng vịt, đây vẫn có trứng vịt. Trứng vịt đó, cả nhà mình lưu ý là khi mà mình chọn trứng vịt đó, mình nên chọn cái trứng vịt nó hơi cũ một chút. Có nghĩa là đừng cũ quá. Ví dụ cái thời hạn sử dụng trứng nó, ví dụ như nó là 14 ngày, 21 ngày đã hư rồi, thì tới 10 ngày đã có vấn đề, thì mình chọn cái trứng khoảng chừng 4-5 ngày.
4-5 ngày tuổi á, thì mình coi cái hạn sử dụng trên cái bao bì trứng. Chứ bây giờ mình đi chợ á, mà mình nồi sôi trứng á, là chúng quýnh chết. Mình nồi sôi trứng giống như ngày xưa là chúng quýnh chết. Mình ngâm trứng mình sôi á, thì cái cách á, để mà mình kiểm tra trứng vịt cũ á, là trứng vịt hơi cũ đó nha, là mình cầm á, nó sẽ hơi nhẹ một chút, lúc đó là đã có hơi có bong bóng khí. Thứ hai nữa là cái vỏ nó không còn, không có còn cái lớp bột nữa. Cái trứng khi mà nó còn cái lớp bột, lúc đó tránh được đi tham quan cái trại vịt ở dưới Long An á, cái trứng khi mà nó còn cái lớp bột á thì nó sẽ là trứng mới. Nhưng mà cái trứng cũ nó có đặc điểm á là cả nhà mình rất là dễ lọc vỏ. Khi mà trứng cũ mình lọc vỏ, cái vỏ của mình nó sẽ không có bị bể dính cái miếng thịt vô, đúng không? Bây giờ tránh có nước sôi đã sôi rồi, bây giờ tránh chỉ cần tránh bỏ trứng. Cả nhà nhớ là khi mà mình bỏ trứng vô mình luộc trong 11 phút. Xong rồi có một số người á họ nói là mình luộc trứng á mà mình bỏ vô trong cái, khi mà mình luộc trứng xong mình cho vô nước lạnh á, nó bị nhiễm khuẩn ngược lại. Thì tránh thấy á là này ra nó cũng không nhiễm được bao nhiêu cái đó. Nếu mà mình an toàn nhất là mình luộc xong mình cho vô nước đá liền. Khi mình nóng lạnh đột ngột đó, cái vỏ của trứng á, nó bị nóng lạnh đột ngột nó sẽ tự động nó nước ra một phần, và lúc mà mình lột nó rất là dễ lột. Được không? Bây giờ tránh sẽ cho cái trứng. Không phải trứng của tránh đâu nha, trứng vịt. Trứng của tránh đâu mà ra quá trời. Trứng vịt. Tránh sẽ cho trứng vịt vô trong. Vô đây. Cả nhà mình nhớ là mình không dặn lửa lớn nha, mình dặn lửa lớn nó tức nó bể trứng nha. Mình để lửa trung bình thôi. Được chưa? Để vẫn có 5 cái trứng vịt. Mình luộc giấm 11 phút. Mình luộc giấm 11 phút cái trứng vịt đó. Ở đây mình còn 3 cái trứng vịt nữa. 3 trứng vịt này Chánh đã rửa sạch cái vỏ bên ngoài. Mấy bạn bên Phobi, mấy bạn đã rửa sạch cái vỏ bên ngoài. Chánh sẽ không luộc cái trứng vịt này, mà Chánh để cái trứng vịt này Chánh bỏ vô Chánh kho chung. Thì mình cứ tưởng tượng nè, khi mà mình nấu cái nồi thịt kho như vậy á, mình ăn tất cả là có người ăn 10 mùng, có người ăn 7 mùng, có người ăn tới 5-6 mùng. Khi mà mình kho đi kho lại như vậy á, cái thịt kho của mình nó sẽ, cái miếng thịt của mình nó sẽ bị cứng, và cái trứng của mình nó sẽ bị đen bên ngoài, mà ăn rất là khó, nó bị dai. Thì cái cách mà này của Chánh á, mình kho luôn cả cái vỏ luôn. Có nghĩa là ví dụ như gia đình của Chánh, mỗi lần mà tới ngày Tết thì gia đình của Chánh sẽ ăn khoảng 1,5 kg thịt và 20 cái trứng vịt, được không? Chánh chỉ kho có 10 trứng vịt thôi, Chánh kho đúng 10 cái thôi, 10 cái còn lại Chánh để nguyên vỏ, Chánh bỏ vô luôn, Chánh kho. Thì trong quá trình mà mình kho đi kho lại như vậy hoài á, Chánh ăn hết 10 cái trứng kia, thì cái 10 trứng còn lại Chánh mới vớt ra, Chánh chỉ cần lột vỏ ra, thì nó ngấm, nó thấu vô trong cái phần lòng đỏ luôn, và nó không có bị đen bên ngoài, mà nó không bị cứng cái lòng trắng của mình bên ngoài. Mình nghe mình hiểu không? Ok, thì đó là cái cách mà mình làm, mà mình lách luộc được dễ nhất, được ha? Bây giờ Chánh đã có sẵn một cái nồi trứng kho, cái trứng luộc rồi, Chánh đã luộc trước hồi nãy giờ rồi, Chánh cố tình Chánh để lửa điều quen nè. Bây giờ cả nhà khi mà mình luộc cái trứng này xong á, Chánh sẽ cho nó xả nước. Quay vô xả nước nè, không? Chánh đang live stream ha, cho nên cả nhà mình thông cảm. Chánh xả nước nè, xong rồi Chánh sẽ lập tức Chánh cho nó vô cái thau nước lạnh liền. Đấy, Chánh có thau nước lạnh nè, mình cho thau nước lạnh liền luôn. Mình cho nó lạnh là nó rất là dễ lột. Nóng quá. Khi mà mình cho vô cái thau nước đá như vậy á, thì cái trứng của mình á, nó lập tức nó bị nóng lạnh đột ngột á, là nó dễ lột cho mình dữ lắm. Bây giờ mình chỉ cần mình lột cái vỏ nó ra thôi. Người hỏi là sao không lấy được cái xác hành mà dễ lấy nước hành? À, cái xác camera lên đây nè. Cái xác hành đó, khi mà quá trình mình kho đó, nếu mà mình để cái xác hành đó qua chặng mình so cứ mấy ngày trời vậy đó, cái nước của mình nó sẽ bị láng váng. Cái nước kho của mình đó, nó sẽ bị váng hành lên, cái nước rất là nhiều và nó rất là dơ, nhìn cái nước nó rất là không có được đẹp. Cho nên Chánh chỉ lấy cái nước thôi. Chánh đề xuất là mình chỉ lấy cái nước hành thôi, mình không lấy cái xác ha. Mình lấy xác vô nhìn cái nước của mình không đẹp. Thứ hai nữa là cái xác hành đó, nó cũng là, thật ra là nó cũng góp phần vô một phần á, nếu mà mình kho mà mình không có hâm kỹ á, sáng hành mai mốt để lâu nó rất là dễ bị hư cái nồi thịt của mình. Cả nhà Chánh á là ăn cái thịt kho trứng á, là nhà Chánh làm như là 29 cái 30 Tết nhà sẽ kho và chưa có ăn. Ngày mùng 1 á là nhà Chánh ăn chay, mùng 1 nhà Chánh ăn chay, cho nên là sáng mùng 1 hâm, xong rồi chiều mùng 1 hâm nhưng mà không ăn, để một đêm không có đậy nắp kính, mở nắp hở ra để mà nó bị chua, tại vì kho bằng nước dừa. Sáng hôm sau hâm nóng lên cái cúng cơm, cúng trong nhà xong rồi
kho một hơi tới chiều hâm lần nữa, cái sáng mùng 3 lại hâm lần nữa, tối mùng 3 hâm lần nữa, nó cứ rải rác nó kéo dài suốt mấy mùng. Thì mình kho càng lâu cái trứng của mình nó sẽ càng cứng. Nếu mà mình có cách mà mình làm cho cái trứng của mình nó kho mà nó ăn được lâu hơn á, thì đây là cái cách đó. Có chị nào hỏi gì nữa không? Hả? Không ai hỏi hả? Bao nhiêu người coi à? Tới 140 à. Đã nhà mình coi nè, cái trứng của mình á, mình cho nó vô nó nóng là đột ngột á, bây giờ cái trứng lạnh ngắt à. Hồi nãy cái này đánh bỏ có 3 cục 4 cục đá vô. Bây giờ cái trứng mình mà nó lạnh á, mình rất là dễ lột. Cộng thêm cái trứng của mình nó hơi cũ nữa, cho nên khi mà mình vừa dễ lột mà cái trứng mình nó hơi cũ nữa, mình sẽ lột cái trứng đẹp. Vậy thôi à. Nói gì đâu. Yeah. Ha. Trứng. Tránh lột thêm trứng hay trứng nữa. Ha. Lột thêm trứng nữa ha. Lột thêm trứng nó thị phạm cho cả nhà mình coi thôi. Có người nào hỏi thì cứ hỏi nha. Bây giờ cứ hỏi được rồi đó. Có ai hỏi không? Không ai hỏi gì hả? Mấy vị cứ hỏi thoải mái nha. Có trứng gà được, có trứng gà được, con bằng trứng vịt muối được. Ha. Ok, trứng đó nha. Chà, đậm bẫy này cũng ghê. Hồi nãy chúng sẽ chia sẻ tiếp. Cái này nó có một phần à. Hồi chúng sẽ chia sẻ cách mà mình để trứng ở trong tủ lạnh mình ăn từ từ. Nếu mà mình không muốn coi đi coi lại. Nó có hai cách mà để mình giữ cái trứng của mình. Không phải giữ trứng vịt mà trứng của mình bậy. Nó có hai cách mà tránh làm, mà tránh để giữ cái trứng vịt nó để ăn được lâu mà mình không có bị cái cảm giác là mình coi đi coi lại nó bị ngấy. Ha, đánh lộn trứng là 3 trứng 4 trứng, nó bỏ lụa nó còn trứng này nó cũng còn hơn mới chứ nó cũng không cổ. Ha, trứng ha. Ây da, ở nhà mình làm đúng chỉ định thì mình sẽ có nồi thịt kho tàu ngon lành cành đào. Cái này là thịt kho lạc, nó là thịt ra nó là kho lạc, tại vì á mấy cái ngày Tết á không có nhóm chợ, không có nhóm chợ thì hồi xưa đó nha, chứ không phải bây giờ, giờ siêu thị nó mở suốt rồi. Không có nhóm chợ thì mọi người đâu có đi chợ đâu, không đi chợ thì cái nồi thịt nó là cái cứu cánh. Mình để ý là những cái món ăn ngày Tết đó là những cái món để ăn lâu không à. Thì ra là để vậy á. Nè, mình thấy không? Chánh lọt ngon lành luôn. Đã không? Rồi, chánh làm 5 trứng ha. Để bằng bệnh ha. Rồi, bây giờ mình đã có 5 cái trứng. Mình đã có thịt rồi, đã ướp rồi. Mình phải nhớ mình ướp cái thịt này cho dành nửa tiếng đến 1 tiếng nha. Khi mà mình ướp trứng, rồi mình ướp thịt lâu như vậy, thịt của mình nó sẽ rất là thơm. Ha, bây giờ mình bắt đầu mình thao tác. Đơn giản, chánh chỉ cần lấy bật bếp thôi. Bật bếp thôi ha. Rất là dễ. Chánh phải cho cái phần thịt này vô mình xào cho nó săn. Được không? Tại cái thịt này á, hồi nãy chánh cố tình chánh làm cho cả nhà mình coi cái phần thịt này nè. Cả nhà mình coi. Cái phần thịt này á là phần thịt đó là mình đã trần với nước sôi. Thì khi mà mình trần với nước sôi rồi á, một hồi mình sẽ không có thao tác vớt bọt. Tại vì khi mà mình trần nước sôi mấy cái dơ nó ra bớt rồi. Rồi bây giờ mình chỉ cần mình cắt ra mình ướp thôi. Còn cái thịt này chánh cố tình chánh chưa trần. Một hồi mình sẽ thấy rõ ràng là nó sẽ ra bọt rất là nhiều. Đánh cái vá đi cưng. Bò sẽ ra bọt rất là nhiều. Và mình phải vớt bọt. Cho bỏ thịt vô ha. Nè, chánh sẽ khìa. Chánh phải chánh xào cho thịt này của mình nó thơm lên. Nó săn, nó hơi săn lên. Nó hơi vừa, nó mới vớ vừa săn lên như vậy nào. Mà các nhà mình thấy bây giờ thôi mà đã ra mấy cái nước bọt dơ đây rồi nè. Một hồi mình sẽ vớt bọt rất là đuối. Nhưng mà mình nhớ mình gấp bọng để lửa lớn nha. Rồi. Bây giờ mình chỉ cần mình khề cho nó. Chánh không bỏ bất cứ cái màu gì vô đó. Mình càng kho càng lâu nó sẽ càng ra màu đẹp. Cái màu cánh gián. Hay còn người Việt Nam gọi là màu cánh gián. Nè. Rồi ha.
cái này là cái món thịt kho cho ngày Tết, cho nên thường thường là mình sẽ cắt nó bự, nó to để ăn, để có thể cảm thấy là cả năm nó phồn thịnh. Ăn một cái cục rất là lớn, một chén cơm mà ăn một cục thịt này với một cái trứng á. Có ai hỏi gì không? Không không hả? Trời, sao bữa nay livestream ít có người hỏi vậy? Bình thường hỏi nhiều lắm mà, bình thường livestream mấy chị em hỏi ào ào mà, sao vậy? Bị lắc hả? 140 hả? Nhiều người hỏi lắm hả? Ồ, nhiều người hỏi lắm sao? Kho trứng gà được không? Được, kho trứng gà được. Nãy hỏi rồi. Nè, mình kho cái thịt mình nó săn lại như nè, thấy không? Mình ghim cho nó thấm cái thịt của mình chút xíu nha. Mình kho được trứng gà được, kho được trứng muối được. Có chị hỏi ướp đường vàng không? Ướp đường vàng quá ngon, ướp đường vàng nó làm cho cái màu nước này của mình đẹp lên nữa. Hỏi là anh đánh nước vẻ không? Anh đánh rất là đẹp trai. Con bà hai luôn luôn khỏe và đẹp trai. Cảm ơn em nhiều. Em có khỏe không? Nè, người hỏi nếu mà kho nước mắm ở độ đạm 40 trở lên thì thật ra là nó uổng. Thật ra nếu mà mấy chị kho mà nước mắm 40 độ đạm nó lên, mấy chị kho thì chấm nó khỏi chừng khoảng 45 tới 50 gram nước mắm trên một cái định lượng này nha. Tại vì nước mắm 40 độ đạm nó sẽ bớt mặn hơn cái nóng 25 độ đến 30 độ, và nó do nó cái nước mắm nó đang sống, mình kho nó rất là uổng. Nè, mình coi chánh đang xài nước mắm của nè, Nam Phan. Nè, mình coi nè, em đưa lấy cái chai nước mắm 25 độ đạm của Nam Phan ra dùm anh đi cơ. Nè ha, mấy chị thấy không, mình làm như vậy nè. Đó, khi mình thấy nó lên nó chào bọt như vậy rồi đó, là cái miếng thịt của mình nó đảm bảo là nó thơm rồi á. Thì cái động tác khề như vậy của mình nó cũng làm cho nó bớt dơ cái bọt nữa. Thế mấy chị mà luộc bọt, bây giờ mấy chị mà vội vàng mà bỏ nước dừa vô liền á, mà hỏi này nó ra bọt rất là nhiều. Mình làm cái động tác khề như vậy làm cho cái miếng thịt của mình nó săn lại và nó bớt ra bọt. Thì một hồi nó cũng có bọt chứ, nhưng mà nó không phải cách mà mình luộc cái miếng thịt trước hồi nãy cho nó hay làm. Mình luộc cái miếng thịt trước thì nó sẽ không có bọt. Đây, chánh xài cái nước mắm này, chánh xài cái chai nước mắm 25 độ đạm này. Thấy mình thấy không? Thì mình xài nước mắm này thì cái nước mắm này chánh kho rất là ngon. Ha, quay cho đây lại không? Ok. Rồi 10 giây quảng cáo đã hết. Ok đó. Cả nhà mình nhớ nha, mình cứ kè cho nó thơm như chút xíu. Thì đây là lúc mình cũng quyết định cái màu của nó. Và nó săn lại nè, nó săn lại rồi nè. Rồi, bây giờ chánh bắt đầu chánh. Đọc bà mình nghe cái mùi thơm mà nó thơm rất là rõ ràng. Mà hồi chúng sẽ nói tiếp về cái chuyện này. Bây giờ chúng sẽ cho nước dừa. Với đỡ cái thịt này chúng có 2 lít nước dừa. Cả nhà mình hỏi tại sao là chúng kho nước dừa nhiều vậy? Tại nước dừa mình có thể tùy biến, nhưng mà chúng thích cái này cho nước dừa nhiều. Rồi hỏi sao không ướp thêm muối hay bột nêm? Không ướp cái gì hết, mình ướp vô nó sẽ làm cho cái món thịt này của mình nó bị mất mùi. Nè, cả nhà mình coi nè, chúng sẽ cho trứng gà vào đây, cái trứng vịt vô đây. Bây giờ mình sẽ cho trứng vô, trứng vô, trứng vịt chứ không phải trứng của chánh đó nha, vậy mà ok. Nó hơi nhiều nước bơm, chánh sẽ vớt ra, chánh thì vào cho cả nhà mình coi. Mình có thể chấm thêm nước, bơm thêm nước sau cũng được, không ai cấm mình hết. Rồi, bây giờ cũng là lúc chánh cho luôn cái, chánh sẽ để lửa cho nó lớn chút xíu ha. Mình để ớt bọt đã, mình cho cái lửa lớn quá, mình bỏ trứng này vô, mình bể trứng này ha. Rồi mấy chị hỏi gì? Nước mắm hiểu gì vậy em? Nước mắm, trời ơi, lấy cái nước mắm vô lại mà nó khổ quá mà. Khổ quá mà. Rồi, xem đây xích ra. Đây, nước mắm đây. Trời ơi, nước mắm hiệu này, nước mắm Nam Phan. Nước mắm này cũng Phan Thiết. Thì thật ra nước mắm này rất là ngon ha. Chánh xài nước mắm này, chánh thấy cái nước mắm nó rất là ưng cái nước mắm này. Chánh cực kỳ ưng cái nước mắm này. Đây là một trong những cái loại nước mắm mà chánh thích. Nước mắm Nam Phan, đây nó 25 độ nè. 25 độ đạm ha. Ok rồi, bỏ bằng bên đi, mình không có quảng cáo nó nhiều quá. À, đó bây giờ á, chánh sẽ bây giờ mình để cho nó sôi chào lên, xong mình sẽ bóc bọt bình thường ha, mình kêu bóc bọt. Rồi hỏi dùng nó vừa khô hay nó vừa tươi anh? Trời ơi, nghe đây, nghe đây mấy chị em, mình đi chợ mình mua á, mình sẽ thấy cái trái dừa, mà trái dừa khô á, mình mua trái dừa khô cũng được, mình mua trái dừa tươi á thì ra nó hơi có vị nó hơi chua. Mình nhớ không? Tại cái trái dừa tươi là trái dừa mà cái vỏ nó còn xanh đó. Cái trái dừa đó khi mà mình chặt ra mình thấy cái cơm của nó hơi mỏng, và mình nó có cái cơm thì nó dẻo xíu, còn mình ăn đó mình ăn được cái cơm, ăn cái nước luôn, nhưng mà cái nước đó nó hơi chua. Mình mà muốn cái nước dừa mà nó
ngon á là mình mua cái nước dừa khô, chứ dừa khô chứ dừa già đó. Cái dừa già thì cái nước của nó ngọt hơn, nhưng mà bù lại là chỉ có cái nước thôi à. Còn cái cái nó thì cái cái nó vậy cui à, chỉ có để làm mứt dừa, nhưng mà cái dừa mà nó để lâu quá nó cũng sẽ bị chua ha. Mua cái dừa dài vừa phải thôi, dài cả chấm được rồi. Ok, hỏi gì nữa? Rồi cho lấy cái này cho thôi. Kem ra vô đây. Đây là cái nồi thịt kho mà chúng ta kho trước. Cả nhà mình thấy nè, bây giờ á mình muốn vớt bọt kiểu gì á thì mình cứ vớt. Ví dụ mình vớt mỡ ra bơi bớt mình cũng vớt được. Và mình thấy là chánh kho chánh bỏ mấy cái trứng vô trong này nè. Cái trứng còn nguyên cái vỏ, thấy không? Và chánh kho có mấy cái trứng còn nguyên cái vỏ, có cái trứng này chánh đã lột ra rồi. Cái mấy cái trứng này chánh đã kho chánh lột ra rồi, cho nên nó đẹp trai con mà hai. Cái này chánh mới kho có một lần ngày hôm qua. Có cái chánh kho hai lần. Này cái trước khi mà chánh làm chánh phải thử nghiệm. Thì thử nghiệm chánh mới nói chuyện được với cả nhà mình chứ. Thấy đâu rồi, thấy nói chuyện. Nè, thấy cái chánh kho trứng không? Thì cái thịt kho này á là cái mà hôm qua chánh đã kho. Bây giờ chánh mình có thể để cái này vô trong tủ mát. Nhưng mà chánh thì chánh khuyến cáo là mình đừng làm cách này, ăn không có ngon. Cái này là một trong những cách mà mình không biết làm gì hết thì mình bỏ tủ mát. Chánh trả lại cho bên các bạn mấy bạn hậu cần. Ây da. Đem nó hầm cái đó đi, đem để ăn cơm đi. Rồi. Tiếp ha, một cách nữa. Vô luôn mà. Đây á là cái nó đông mà giờ nhìn không thấy. Đây là cái trứng vịt mà chánh kho xong rồi chánh lấy cái nước, chánh bỏ riêng dưới cái trứng xong rồi chánh bỏ tủ đông. Thì hôm bữa chánh đã làm cái này chánh bỏ một tháng trời. Và chánh lấy cái kho lại thì mình kho lại á, mình hãy để cho nó rã đông ra từ từ. Mình đừng có kho liền nha, nóng lạnh đồng ngổn làm nước cái trứng. Mình để cho nó rã đông hết ra hoàn toàn trong tủ mát một đêm, xong rồi mình đem ra ngoài để cho nó ở nhiệt độ môi trường hoàn toàn lên một đêm, một khoảng chừng vài tiếng đồng hồ, xong rồi mình đi kho một cái thì mình lại có trứng vịt kho mình để ăn tiếp. Mọi người hỏi là kho nước ép táo được không anh? Trời trời, tôi khổ quá mà. Cái món này là món vịt trứng kho tàu. Trứng kho tàu đúng là họ sẽ kho với nước dừa, cho nên mình kho bằng cái gì mình kho, nhưng mà chánh thì chánh kho với nước dừa, chánh không có ý kiến trong phần đó. Cái này hỏi dùng nước cốt dừa coco được không anh? Cái này đâu có liên quan gì đến nước cốt dừa. Cái này kho bằng nước dừa tươi mà. Cái này kho bằng cái nước dừa chứ không phải nước cốt dừa. Nó là chị nói là chỉ bên nước ngoài không có nước dừa. À, chị không có nước dừa thì mình kho bằng nước thường. Chị không có nước dừa, chị kho bằng nước thường được nha. Mình kho bằng nước thường được, không cần phải kho nước dừa. Cái này có chị hỏi là hâm nhiều lần mỡ rớt ra không anh? Nếu mà cái cách làm này á, khi mà mình hâm nhiều lần mỡ sẽ không rớt. Tại vì đó là mình xử lý ngay khúc đầu tiên, mình xử lý cái mỡ nó rất là kỹ bằng đường. Thì mình nếu mà chị rảnh có thời gian á, chị ngâm cái khúc đường ở đầu, chị ngâm một tiếng đồng hồ, sau rồi ướp thêm một tiếng hai tiếng nữa thì cái mỡ nó dính đường vô trong đó là bảo đảm nó không rớt nổi. Còn nếu mà mấy chị muốn kỹ, mấy chị có lấy cọng dây lạc á, cái cọng dây vải á, mình buộc lại ha. Nè, cả nhà mình coi nè, chánh như là chánh gọi cho nó sôi lên, chánh vớt bọt nó thôi. Thì cả nhà mình thấy hồi nãy đúng mà cái khúc ban đầu tiên chánh khìa mà kỹ á thì nó sẽ ra bọt rất là ít. Nó không ra bọt mà nhiều, thật là nhiều, giống như là mình khìa mà mình bỏ nước vô liền. Khi mà mấy chị mới chữa gì mình bỏ vô trên nồi xong mình đổ nước dừa vô liền, nó sẽ trào bọt ra một đống ở đây nè. Trào rất là nhiều bọt. Rồi các anh. Chị nói là không phải nước cốt dừa mà nước dừa lon. À được mà. Tuyệt vời. Em ra xích ra. Okay. Nước dừa lon tuyệt vời. Chánh à, đây chánh là chánh làm cho mấy chị bên nước ngoài nè. Mấy chị đem cái thịt khi mà mình kho để mình để nguội hả, xong rồi mình muốn một cái lượng nước vô trong một cái bịch ship bag cũng được, xong mình bỏ vô cái nước nó phải ngập trong cái trứng nha. Ở nhà mình thấy không, cái bịch này nè, mình nhìn vòng vòng mình không thấy cái trứng đâu hết trơn á, cái trứng nằm trong á, trứng nằm trong đây nè. Thế mà mình bỏ vô cái là mình cấp đông, chứ mình bỏ tủ lạnh nè, tủ lạnh. Bây giờ bỏ tủ lạnh thì mấy chị mà mình thích thì lấy ra mình ăn, mình kho lại. Nhưng mà cách mình kho lại nó cũng sẽ khác. Có thể là khi mà mình lấy ra đúng không, mình phải bể tủ mát một đêm cho nó rã hết ra. Xong qua hôm sau mình để ngoài nhiệt độ thường, nhiệt độ phòng á, cho nó nguội hẳn cái nước. Xong mình mới bắt lên trên bếp mình bật nhiệt độ nhỏ thì cái trứng của mình nó sẽ không bị nứt. Còn nếu mà mình ai tầm phù, mình lấy cái đó ra phát, mình bỏ vô cái lò, mình nấu một phát, nóng lạnh đồng ngòn, hồi cái trứng của mình nó nứt tát ra hết. Được không? Dễ không? Rồi cái hỏi gì nữa không? Ok, rồi chánh vớt bọt ha, cái này mình coi chánh vớt bọt nha.
giúp bọn này thôi, có gì đâu, thôi trời. Giúp bọn này ở nhà mấy chị tự giúp. Nè, đánh tiết kiệm thời gian một công sức. Chánh làm một đống luôn á. Chánh làm một đống. Mình đầu tiên mình thấy cái nước này nhạt nhạt giống vậy đúng không? Ồ, mình đừng có sợ nha, mình càng kho nước này nó sẽ càng đậm màu cánh gián và nó sẽ càng đẹp. Cái đặc điểm của cái món này đó là kho đi kho lại, thì cái cách kho đi kho lại là làm sao để mình bảo quản được cái thịt của mình và mình đảm bảo được cái trứng của mình nó còn nguyên. Đó là cái cách mà Chánh muốn chia sẻ ha. Nè, mình thấy không, hồi nãy do Chánh xào kỹ á cho nên cái phần nước dơ nó rất là ít. Nếu mà nãy Chánh xào dối thì cái phần nước dơ này rất là nhiều, được không? Rồi Chánh chỉ cần Chánh cái món đó mệt nó qua nó không ra bột, tại vì cho Chánh cố tình Chánh dùng cái chảo bẹt để quay phim cho nó dễ, chứ Chánh dùng cái nồi là nãy giờ Chánh xử lý cái này xong rồi. Rồi mấy chị nhớ vớt bột nha, camera cho đây, mấy chị nhớ dùng vớt bột, thấy không? Còn nếu mà mấy chị vớt bột không được thì mấy chị sử dụng cách thứ nhất hồi nãy Chánh chỉ là trần cái miếng thịt xong rồi hãy ướp nha. Trần sơ cái miếng thịt với nước sôi, áp chảo cái miếng da xong rồi trần sơ miếng thịt với nước sôi rồi hãy ướp thì mình sẽ đỡ với vớt bọt hơn. Rồi khúc này quan trọng, bây giờ Chánh sẽ bỏ cái trứng còn cái vỏ vô luôn, Chánh sẽ giảm lửa nhỏ lại, Chánh sẽ bỏ cái trứng còn cái vỏ vô luôn, mà Chánh sẽ bỏ cái trứng còn cái vỏ vô luôn, và cái trứng còn cái vỏ vô luôn. Nhà nhớ rửa sạch cái vỏ nha, lấy cái đồ chùi trà son á trà sạch cái vỏ. Rồi mình không có nấu lửa lớn nha, mình gọi là mình kho, mà mình kho lửa trung bình yếu, trung bình yếu nha, chứ không phải trung bình là số 5, trung bình yếu là số 2 đó. Mình kho là nhỏ như một tiếng đồng hồ, tắt bếp, đừng đậy nắp lại, lấy cái nắp đậy he hé thôi, chừa cái he hé lại để cho nó nguội từ từ. Hôm sau sáng sau bật bếp lên kho lần nữa, nó vừa sôi lên cái tắt bếp đợi yên đó, và cứ vậy thì cái thịt của mình nó sẽ thấm và cái nước của mình sẽ đậm màu lên và cái trứng mình sẽ thấm. Thì mình ăn tới ngày thứ tư, để ví dụ mình ăn tới ngày thứ tư mình hết cái đống trứng này, cái mình lấy mấy cái trứng mà đã bỏ cái vỏ vô á, mình vớt ra, mình lột vỏ ra, cái mình lại ăn cái trứng nó ăn được liền luôn, không cần phải kho tiếp. Mọi người hỏi là trứng luộc rồi hay là trứng sống anh? Hả, là sao? Là cái trứng là luộc rồi hay là trứng sống? Trứng là trứng sống, chưa luộc gì hết. Trứng đó là trứng sống, Chánh chưa có luộc gì hết nha. Cho nên hồi nãy Chánh mới nói là mình đừng có luộc nước sôi mạnh đó, mình để cho cái nước nhỏ nó chín cái trứng rồi từ. Thì khi mà nó chín rồi từ, nếu mà mình xài cái nước sôi mình bật lửa lớn quá, cái trứng của mình nó vô nó bị tức, trứng nó sẽ bị nứt ra ngoài mà nó sẽ không ngon. Mình để cái trứng của mình đó là lửa nhỏ, và cái trứng hồi nãy Chánh bỏ vô là trứng sống. Ba cái trứng đó là trứng sống hoàn toàn, chưa có luộc gì hết á. Thì khi mà mình bỏ vô mình luộc nhỏ như vậy thì cái trứng của mình nó sẽ thấm từ từ. Thì bây giờ ví dụ mình ăn cái này tới ngày thứ tư đúng không, thì mấy cái trứng kia là mình lấy ra mình ăn được liền luôn, mình chỉ cần lột vỏ thôi. Mình lột cái vỏ ra là mình ăn cái trứng nó thấm từ bên trong, nó thấm ra, nó thấm lòng đỏ lòng trắng lòng gì, thấm hết trơn trụi luôn nhưng mà nó không bị đen. Còn cái trứng này mình lột cái ngày thứ tư thứ năm nó đen thui vậy, nó đen cái trứng bên ngoài á. Mình lột cái ngày thứ 10 là cái đó là giống như cao su vậy, mình nhai luyện răng chơi vậy đó. Nhưng mà mình làm cái cách này của Chánh là mình lột cái trứng tới ngày thứ 10 luôn. Và nãy mình thấy cái rõ ràng không, là Chánh bỏ tủ mát. Nếu mà mình luộc tới ngày thứ tư mình thấy là cái mỡ bắt đầu nó ra quá nhiều thì mình đừng luộc nữa. Mình đừng có hâm nữa, mình hâm tới ngày thứ tư á, đừng hâm nữa. Cái đầu mình để cho nó nguội hẳn luôn, xong rồi mình bỏ tủ mát một đêm, cái mình lấy ra mình vớt nguyên cái lớp mỡ của nó trên mặt, mình vớt cái lớp mỡ đó mình bỏ đi thì nó bay đi hết cái mỡ, cái nó còn cái nước, cái mình đổ nước dừa thêm vô, mình đổ nước dừa thêm vô, mình kho tiếp. Ok không? Dạ không? Có chị kêu anh giới thiệu bảo ăn để ăn cái thịt kho. Món ăn hả? Thí dụ món ăn cái thịt kho thì ở ngày Tết mình chỉ có ăn thịt kho trứng với lại dưa chua với lại củ kiệu hay là với lại dưa giá, đúng không? Chị đang hỏi cái đó đúng không? Hỏi gì nữa? Hết rồi. Ok xong chưa? Bao nhiêu người coi? 105 người. Ok nãy 104 còn 105 người. Rồi Chánh đã chia sẻ cái nhà mình hết cái món thịt kho rồi. Thật ra là mình chỉ cần mình làm y chang giống như Chánh chỉ, mình coi kỹ ra clip từng bước mình sẽ làm được, và mình cải cái cách mà mình có thể bảo quản lâu, mình ăn lâu. Chánh chỉ luôn những cái mẹo nhỏ để mình có thể không bị bể trứng, không bị bể cái trứng vịt, rồi cái thịt của mình nó không bị rã ra, hay là mình có thể để lâu trong tủ lạnh mình ăn, hoặc là cái trứng của mình nó còn nguyên đây mình có thể xử lý tùy ý. Chánh đã chỉ hết, mình muốn mình coi lại cái clip nha, mình có thể làm cách nào tùy ý mình, được không? Chỉ kỹ đến mức độ mà cái trứng luộc mà Chánh cũng
chỉ cách cắt đột vỏ ra luôn rồi, và cái trứng cái miếng thịt mà bị ra bọt chắn cũng đã chỉ nó không ra bọt luôn rồi. Hỏi gì nữa? Không, như thế nào để không bị thiêu anh? Nãy mới chỉ rồi, đã chỉ rồi. Ví dụ như là sáng hôm nay là mình hâm rồi đúng không? Xong rồi mình bật lửa lên, nó mới vừa sôi lên, cái mình tắt bếp, mình đẩy cái nắp hé hé thôi, hở một phút. Đập được không? Hở một phút. Xong lại cho nó nguội hẳn, xong rồi chiều hâm lần nữa. Đó, vậy nè, sáng hâm, chiều tối hâm, sáng hâm, chiều tối hâm. Cả chừng nãy 5-6 giờ vậy đó, hâm. Hâm xong rồi để nó nguội hẳn luôn, qua bên sau cái sáng lại bật bếp lên lại. Nó mới vừa nóng lên tắt bếp, sáng hâm, chiều hâm, sáng hâm, chiều hâm, sáng hâm, chiều hâm. Nhớ không? Không đậy nắp kính, đậy nắp kính là bị thôi. Không quậy, được chưa? Quậy quá cũng bị luôn. Gì nữa? Ok. Rồi. Okay, ha. Mấy chị chắn trả lời gần hết mấy câu hỏi. Hầu như là chắn trả lời hết luôn rồi đó. Mình chỉ cần mình coi lại clip thôi. Có nếu mà mình có lòng tốt thì mình cứ vô mình khen cái lần trai cũng được, không sao hết. Ok đó. Hả? Được chưa? Rồi, hỏi gì nữa không? Ok. Bye bye.